Có bán xong rồi đó. Bây giờ chắc là mình sẽ ngồi ở đây mình đợi khách. Ngồi đợi khách tức là mình sẽ mở lên xem coi có ai bắt cuốc đi về quận Tây không. Còn không thì mình phải chạy ngược về quận Tây nữa. Mà nếu mà chạy về quận Tây á, không công như vậy á, thì nó sẽ rất là hao xăng. Với lại nó tốn có nhiều cái chi phí ra nó. Nên là mình nghĩ là mình sẽ mở lên thì mình sẽ mở nó lên rồi mình tìm xem coi có khách đi không. Chắc có lẽ là không có ai đi đâu. Mà bây giờ á, chạy về thì nắng rồi. Thật sự